Chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một số khó khăn hiện tại của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đó là Trung Quốc. Vào ngày 15 tháng 8 vừa qua thì Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã bất ngờ giảm lãi suất lần thứ hai liên tục trong 3 tháng. Đây là dấu hiệu cho thấy nhà chức trách muốn nới lỏng tiền tệ để thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế. Các nhà quan sát cho rằng tăng trưởng tín dụng sụt giảm và rủi ro giảm phát trong tháng 7 đòi hỏi phải có nhiều biện pháp nới lỏng tiền tệ hơn. Trong khi nguy cơ vỡ nợ ở một số công ty bất động sản hay các công ty quản lý tài sản tư nhân không thể trả nợ đúng hạn đang ảnh hưởng tới niềm tin của thị trường. Chuyên gia
từng phần nhằm giảm bớt áp lực trong lĩnh vực bất động sản, nhưng nhiều nhà kinh tế cho biết chúng quá chậm và quá ít. Đến một lúc nào đó, chính phủ cần phải thực hiện nhiều biện pháp hơn để ngăn chặn xu hướng đi xuống này. Và dữ liệu chính phủ Trung Quốc công bố vào ngày 15 tháng 8 cũng cho thấy đầu tư từ bên ngoài vào nước này trong quý 2 năm 2023 đã sụt giảm xuống mức thấp kỷ lục. Nguyên nhân đến từ sự đối đầu về kinh tế giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc như chiến tranh thương mại, chiến tranh công nghệ cùng với các nghi ngờ về quyết tâm mở cửa của đất nước tỷ dân. Tất cả đã cản trở dòng tiền chảy vào. Hiện nay thì nhiều nước phương Tây đang muốn giảm phụ thuộc vào Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến nguồn vốn. Cụ thể, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc trong quý 2 chỉ đạt 4,9 tỷ đô la, giảm đến 87% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giảm lớn nhất từ năm 1998. Giảm đầu tư nước ngoài đã bắt đầu từ khi Covid-19 bùng phát. Ví dụ, khi thành phố Thượng Hải bị phong tỏa, đà đầu tư đã lập tức bị hãm lại. Hoạt động kinh tế dần trở lại bình thường từ khi chính sách Zero Covid được xóa bỏ vào cuối năm 2022, nhưng đầu tư nước ngoài không có dấu hiệu cải thiện. Căng thẳng leo thang giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tác động tiêu cực đến nhiều dòng vốn. Mùa thu năm 2022, Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, gọi tắt là AmCham, đã khảo sát 320 công ty về rủi ro kinh doanh mà họ gặp phải tại thị trường Trung Quốc. Căng thẳng Mỹ-Trung là câu trả lời phổ biến nhất, 66% công ty thể hiện sự lo ngại về điều này. Trong khi đó, thì Washington đang thúc đẩy ý tưởng giảm phụ thuộc vào Bắc Kinh, hướng đến việc xây dựng chuỗi cung ứng với những nước thân thiện. Mới đây, thì chính quyền Tổng thống Biden đã công bố các quy định kiểm soát chặt chẽ hơn đầu tư vào Trung Quốc trong lĩnh vực nhạy cảm như chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và vật lý lượng tử. Nghi ngờ về sự cởi mở của Trung Quốc với thế giới cũng kéo giảm đầu tư khi AmCham hỏi các thành viên liệu họ có tin tưởng rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục mở cửa trong 3 năm tới hay không, thì chỉ có 34% nói có, giảm so với 61% trong cuộc khảo sát 2 năm trước. Ông Toru Nishihama, nhà nghiên cứu kinh tế tại Dai-ichi Life, cho biết ngày càng có nhiều lo ngại rằng luật chống gián điệp sửa đổi sẽ hạn chế thương mại và đầu tư. Đến nay thì 7 tháng sau khi kết thúc chính sách Zero Covid, kinh tế của Trung Quốc vẫn thiếu động lực. Bất động sản, lĩnh vực đóng góp lớn vào doanh thu ở nhiều địa phương đang trong tình trạng ảm đạm. Tỷ lệ thất nghiệp cao của sinh viên mới ra trường cũng gây áp lực không nhỏ cho tăng trưởng. Trung Quốc hiện đặt mục tiêu xây dựng chuỗi cung ứng trong nước ở lĩnh vực bán dẫn và các ngành công nghiệp quan trọng khác, nhưng việc mua thiết bị và bộ phận cần thiết từ bên ngoài đã bị cản trở. Theo một số chuyên gia, nếu tốc độ đổi mới công nghệ và tăng trưởng năng suất chậm, tình trạng trì trệ kinh tế có thể kéo dài hơn dự kiến. Và thưa quý vị và các bạn, sau thời gian mở cửa trở lại từ cuối năm 2022, kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng không như kỳ vọng. Điều này đến từ nhiều nguyên nhân, tự chung lại có 3 ý chính. Thứ nhất, cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn dai dẳng, khiến kinh tế Mỹ và châu Âu chưa thật sự phục hồi. Do vậy, xuất khẩu của Trung Quốc đi xuống. Nhu cầu mua hàng từ Trung Quốc không thật sự cao do người dân các nước trên có xu hướng tiết kiệm. Thứ hai, đối đầu Mỹ-Trung ngày càng gay gắt về kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật. Dù chưa đến mức rút hàng loạt, nhưng không ít công ty Hoa Kỳ đã giảm đầu tư và chuyển bớt cơ sở sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Thứ ba, tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng tồi tệ trên toàn cầu, trong đó Trung Quốc là một trong những nơi chịu ảnh hưởng tiêu cực nhất. Từ đầu năm 2023 đến nay, thì đất nước lớn nhất châu Á đã chứng kiến nhiều hình thái thời tiết bất lợi. Nơi thì hạn hán, nơi thì lũ lụt, thậm chí cả tại thủ đô Bắc Kinh cũng bị nước ngập một phần, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Thiên tai đã khiến cho sản lượng mùa vụ đi xuống, giá lương thực tăng, buộc chính phủ phải bỏ ra lượng tiền không nhỏ để khắc phục thiệt hại. Năm 2023, chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng 5% GDP. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, với những khó khăn hiện nay, con số có thể tụt xuống còn 4-4,5%. Và chương trình Kinh tế Thế giới của chúng tôi ngày hôm nay cũng kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.